Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Mũ Xanh Kiều Công Cử đến thăm Đại tá Nguyễn Năng Bảo. Tôi đọc trên trang diễn đàn Mũ Xanh của binh chủng Thủy quân Lục chiến Việt Nam một cái tin buồn. Đại bằng Bắc Ninh đã bị ung thư, tình trạng sức khỏe hết sức nghiêm trọng. Người đưa tin là Mũ Xanh Trần Như Hùng, một sĩ quan trẻ thuộc tiểu đoàn 8 Thủy quân Lục chiến, Hồng Xám. Trước ngày 30 tháng 4 năm 75, tôi hơi ngạc nhiên vì Hùng đang ở một nơi rất xa xôi, mãi tận Nam Bán Cầu là Úc Châu, còn tôi thì ở rất gần, khoảng 15 phút lái xe mà không hay biết gì hết. Tệ thật! Bài viết của Hùng có kèm theo một cái băng thu thanh ngắn với giọng nói của anh Bảo, gửi đến anh em trong binh chủng, nhất là những người đã từng phục vụ cùng những đơn vị với anh. Từ cấp đại đội, tiểu đoàn và lữ đoàn. Một lời xin lỗi nếu có làm buồn một ai đó. Tôi hơi ngạc nhiên và cố lục tìm trong trí nhớ của mình. Những cấp chỉ huy của tôi, ngay cả bản thân tôi, đã có thể làm một việc như thế này chưa? Đây cũng không phải một lời nhắn gửi trối trăng, mà chỉ đơn thuần là một lời tâm sự, làm tôi và những người nghe được đều xúc động. Tôi cùng binh chủng, nhưng nhiều người không biết anh, Đại bằng Bắc Ninh. Điều này cũng dĩ nhiên thôi. Ngoài những cấp chỉ huy trực tiếp những đơn vị mà mình đã đi qua, thật khó mà biết hết những người khác, nếu không phải có những dịp tiếp xúc đặc biệt. Trong tuyển tập 2 ghi lại toàn bộ những chiến trận của binh chủng Thủy quân Lục chiến từ ngày thành lập đến ngày tan đàn gãy cánh. Tên anh được ghi lại ở những trận đánh khá lẫy lừng như chiến thắng Đầm Dơi 10 tháng 9 năm 63, trận Phụng Dư 1 tháng 4 năm 65, trận Mậu Thân ở Sài Gòn 31 tháng 1 năm 68, hành quân vượt biên sang Campuchia 13 tháng 4 năm 70, hành quân Lam Sơn 719 8 tháng 2 năm 71, trận chiến trong mùa phục sinh năm 72 30 tháng 3 năm 72, 15 tháng 9 năm 72. Và những trận chiến sau cùng của sư đoàn Thủy quân Lục chiến ở các cương vị đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng và lữ đoàn trưởng. Nhưng tôi chưa được nghe anh kể lại một lần nào, mặc dù có những chi tiết mà người đọc rất mong được chính người trong cuộc là anh kể lại một cách rõ ràng, chi tiết và trung thực. Tôi nghĩ đây là dịp cho tôi được đến thăm anh vào buổi sáng ngày 3 tháng 3, 2009 tại nhà anh, trên đường Pusha gần ngã tư Bô Sa thuộc thành phố Westminster, trong một khu nhà có tường xây bao bọc chung quanh và ra vào bằng hai cánh cửa sắt, mà người đến phải biết số code hoặc chủ nhà đồng ý mở thì mới vào được. Trong khu này còn có nhà của Đại tá Phạm Văn Trung, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369 Thủy quân Lục chiến, người trấn giữ một cách kiên quyết tuyến Mỹ Chánh trong mùa hè năm 1972, và là tiểu khu trưởng tiểu khu Quảng Nam trong chức vụ sau cùng, và thiếu tá Quách Ngọc Lâm, trưởng ban 4 lữ đoàn 258 Thủy quân Lục chiến. Anh nằm ở ngoài phòng khách rộng rãi, thoáng mát, trên một chiếc giường có hệ thống điều chỉnh cao thấp. Anh mặc một chiếc áo lạnh không dày lắm, dưới đắp một chiếc khăn bông tới bụng, nét mặt không có vẻ gì là đau đớn nhăn nhó của một người đang mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng. Hai con mắt vẫn trong sáng trên một khuôn mặt nhân hậu, tóc hất ngắn chạy gọn gàng. Giọng nói của anh rõ ràng, dịu nhẹ. Sau khi dự đại hội Thủy quân Lục chiến do Nam Cali tổ chức, tháng 7 2008 về, đi khám bệnh và bác sĩ cho biết bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến của anh đã biến chứng. Theo y sĩ đại quý Phạm Vũ Bằng, y sĩ trưởng lữ đoàn 258, thì căn bệnh của anh đã đi vào xương sống rồi đi dần lên. Căn bệnh bây giờ đã biến chứng và từ thắt lưng trở xuống không còn cử động được. Sinh lão bệnh tử cũng là chuyện bình thường của tạo hóa. Những giai đoạn của cuộc đời mình cũng đã lần lượt đi qua. Anh năm nay đã 78 tuổi rồi, con cái đã thành đạt, thế hệ thứ ba cũng đã bắt đầu. Anh ngừng lại, hình như có một thoáng mây nào rất mỏng đang trôi qua, nhưng khuôn mặt anh vẫn trong sáng, giọng nói vẫn bình tĩnh, âm vang, khiến lòng tôi cũng bùi ngùi thương cảm. Tôi thấy có đủ can đảm để nói lên ý định của mình về những điều mà tôi rất mong đợi ở đây. Anh cũng tỏ ra rất sẵn sàng và hào hứng.
được nhắc lại một khoảng đời đầy gian nan nhưng cũng đầy hào hùng nhất. Và bộ nhớ của anh còn tốt lắm, anh bắt đầu như thế này. Anh sinh năm 1931 tại Hà Đông, Bắc Việt, lập gia đình rất sớm trước khi vào lính, hình như năm 17 tuổi. Hồi đó hai bên cha mẹ đồng ý là làm đám cưới, chứ mình đâu có ý kiến hay quen biết yêu đương gì đâu. Thế mà đã chung sống với nhau hơn 60 năm, vẫn vững vàng với nhau qua bao nhiêu sóng gió gian nan của cuộc đời. Nhất là sau ngày 30 tháng 4 năm 75, anh đi tù 13 năm, chị phải lo nuôi 6 đứa con còn nhỏ dại và nuôi chồng ở trong tù. Rồi tình nguyện học khóa trung đội trưởng do người Pháp tổ chức ở Nam Định, ra trường với cấp bậc chuẩn quý, bà về làm huấn luyện viên cho trường biệt động đội tại Đồng Đế, Nha Trang. Tháng 10 năm 1957, tình nguyện về binh chủng thủy quân lục chiến, tiểu đoàn 1 đổ bộ. Theo lệnh của đại đội 1, thiếu úy Trần Văn Nhật dẫn trung đội ra trấn giữ đảo Hoàng Sa trong 4 tháng. Lúc trở về được thuyên chuyển về tiểu đoàn 2 vừa thành lập ở Rạch Dừa, Vũng Tàu. Tôi không còn nhớ rõ ngày tháng, chỉ biết sau đó được đi học khóa Basic Marine tại Quantico, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Rồi về nước, tham dự cuộc hành quân đổ xá và được đi du hành quan sát tại Okinawa, Nhật Bản trong vòng 1 tháng. Khi trở về làm đại đội trưởng đại đội 3, thay thế cho Trung úy Giang Khánh Tước, được điều động về làm đại đội trưởng đại đội yểm trợ thủy bộ thuộc Liên đoàn Thủy quân lục chiến. Cuộc đời binh nghiệp được ghi lại với những trận chiến lớn trong thời gian này như chiến thắng Đầm Dơi 9 tháng 9, 1963. Tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến được trực thăng vận tái chiếm quận lỵ Đầm Dơi, cách tỉnh lỵ An Xuyên, Cà Mau khoảng 20 cây số về hướng đông nam. Tiểu đoàn 2 do đại úy Nguyễn Thành Yên làm tiểu đoàn trưởng và đại úy Smith làm cố vấn trưởng và thiếu úy David E. Capitolino làm cố vấn phó đã đánh tan tiểu đoàn 306 chủ lực quân của quân khu 9 Việt Cộng và đã chiếm lại quận lỵ sau 2 ngày kịch chiến. Đây là một chiến thắng lớn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tiểu đoàn 2 đã nhận được huy chương President Unit Citation của Tổng thống Hoa Kỳ do chính thống tướng Creighton Abram trao gắn. Các đại đội trưởng là Trung úy Phạm Nhã, đại đội 1, đại úy Nguyễn Văn Hay, đại đội 2, kim tiểu đoàn phó, Trung úy Nguyễn Năng Bảo, đại đội 3 và Trung úy Ngô Văn Định, đại đội 4, đều được ân thưởng đại ngũ đảng bảo quốc huân chương, kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Riêng Trung úy Bảo được ân thưởng ngôi sao bạc là một huy chương rất cao quý của quân đội Mỹ. Trận Phụng Dư, 1 tháng 4, 1965. Liên đoàn Thủy quân lục chiến đã được nâng cấp lữ đoàn và đã tổ chức chiến đoàn đặc nhiệm Thủy quân lục chiến. Trong trận này, chiến đoàn Thủy quân lục chiến, Trung tá Nguyễn Thành Yên, với tiểu đoàn 2, thiếu tá Hoàng Tích Thông và tiểu đoàn 1, thiếu tá Tôn Thất Soạn, và pháo đội 75 ly gồm 4 khẩu. Do Trung úy Đoàn Trọng Cảo làm pháo đội trưởng tăng phái cho sư đoàn 22 bộ binh nhằm tái chiếm xã Tam Quan, đồng thời mở rộng an ninh cho quốc lộ 1 từ quận lỵ Bồng Sơn đến đèo Bình Khê, giáp tranh với quận Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Chiến đoàn Thủy quân lục chiến phải đương đầu với một lực lượng đông đảo cố địch thuộc sư đoàn 3 sao vàng và các trung đoàn 807 và 101 của quân khu 5 Việt Cộng. Những trận đánh dữ dội đã xảy ra ở đây và thủy quân lục chiến đã làm chủ được trận địa và gây nhiều kinh hoàng cho cộng quân, khiến chúng phải kêu lên trong máy truyền tin mà ta đã nghe được. Bọn lính thủy đánh bộ Ngụy hút như những con trâu điên. Và tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến là đơn vị đầu tiên được đặt tên trong một trường hợp như thế. Trong trận này, các đại đội trưởng Phạm Nhã, Nguyễn Văn Hay, Nguyễn Năng Bảo và Ngô Văn Định được ân thưởng đệ tứ đẳng bảo quốc huân chương với nhành dương liễu. Trận Đức Cơ, 9 tháng 8, 1965. Quân đoàn 2, chuẩn tướng Vĩnh Lộc, mở cuộc hành quân giải tỏa trung đoàn 32 Việt Cộng đang sử dụng chiến thuật công đồn đã viện để bao vây trại lực lượng đặc biệt Đức Cơ
từ ngày 30 tháng 6 năm 1965. Chiến đoàn 2 dù là lực lượng tiếp viện đầu tiên. Tiểu đoàn 952 địa phương của Việt Cộng cũng chiếm quận Lỵ Lệ Thanh và trận đánh viện quân trên quốc lộ 19 là con đường độc đạo dẫn đến trại Đức Cơ sát vùng biên giới Lào. Hành quân dân thắng bại với hai chiến đoàn đặc nhiệm gồm Trung đoàn 3 Thiết Giáp cùng Tiểu đoàn 21 Biệt động quân do Trung tá Nguyễn Trọng Luật chỉ huy và Chiến đoàn Thủy quân Lục chiến, Trung tá Nguyễn Thành Yên với Tiểu đoàn 2 Thiếu tá Hoàng Tích Thông và Tiểu đoàn 5 Thiếu tá Dương Hạnh Phước tiến dọc theo hai bên quốc lộ 19 đã càn quét địch và đã tiến vào trại Đức Cơ. Trong trận này, tiểu đoàn 2 có một số thương vong do đạn của chiến xa bạn bắn lầm. Sau trận này, anh kể tiếp, tôi được điều động về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 mà thiếu tá Phạm Văn Thắng là tiểu đoàn trưởng. Tháng 10, 1966, tôi được chỉ định chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, thay thế cho thiếu tá Nguyễn Thế Lương tại Kim Long, Huế. Đây là thời điểm mà người Mỹ đề ra chiến thuật tìm và diệt. Thật ra chiến thuật này không thích hợp với lối đánh mạnh rút nhanh của những đơn vị tổng trừ bị như nhảy dù và thủy quân lục chiến. Nhưng tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến cũng được điều động đến vùng Khe Sanh để tìm kiếm địch trước khi sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ mở cuộc hành quân lớn tại đây. Tại Bồng Sơn, cùng với tiểu đoàn 2 trong chiến đoàn B, tiểu đoàn 3 đã phá tan sào huyệt của địch tại An Lão. Tiểu đoàn 3 cũng tạo được nhiều chiến thắng vẻ vang như trận Mây Tàu, Long Khánh, trận Bàn Long Định Tường, đầm Trà Ô Bồng Sơn, hãng sân Bạch Tuyết, cầu Bình Lợi trong dịp Tết Mậu Thân ở Sài Gòn, đánh ngang hông địch tại rạch Đầu Sấu, Phong Điền, Cần Thơ, cùng với lực lượng sông ngòi Hoa Kỳ, đánh tan các đơn vị địch dọc theo kinh Cán Gáo, khai thông thủy trình từ rạch Sỏi đến Thới Bình. Chiến công vang dội nhất của tiểu đoàn 3 trong thời kỳ này là trực thăng vận đổ ngay vào an toàn khu của Việt Cộng tại sông Bé, chiếm và phá hủy nhiều kho vũ khí và những tiếp liệu và lương thực của Việt Cộng. Lần đầu tiên hỏa tiễn 240 ly của Liên Xô chế tạo bị lọt vào tay thủy quân lục chiến Việt Nam. Cuối năm 1969, anh tham dự khóa học chỉ huy tham mưu tại Đà Lạt và bàn giao tiểu đoàn 3 cho vị tiểu đoàn phó của mình là thiếu tá Phạm Văn Sắc. Sau khi mãn khóa học anh trở về 1970, lại tiểu đoàn 3 và theo lữ đoàn B tăng phái cho quân đoàn 4, tham dự cuộc hành quân Cửu Long vượt biên giới tiến đánh những căn cứ và những trung tâm tiếp vận của Việt Cộng trên đất Campuchia. Từ đầu năm 1971, các lữ đoàn thủy quân lục chiến thường xuyên có mặt tại vùng hỏa tuyến. Tiểu đoàn 3 là đơn vị đặt chân đến đây đầu tiên. Sau khi di chuyển đến Cùa, Hương Hóa, đóng quân trong khu vườn cà phê của bà Cả Lễ, chị ruột của Tổng thống Diệm, tiểu đoàn được một đoàn trực thăng Mỹ bốc đi từ một phi đạo nhỏ ở Mai Lộc, vượt qua biên giới Lào đến vùng Động Ông Nhiên, trên đất Lào để cứu một phi hành đoàn Mỹ bị bắn hạ tại đây. Đến nơi chỉ thấy xác chiếc trực thăng cùng những vật dụng nhưng không tìm thấy xác của các phi công. Chỉ thấy mấy ngôi mộ mới chôn nhưng không có mộ bia. Sau đó vào tháng 2 năm 71, toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719 với những đơn vị hùng mạnh nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là sư đoàn dù, sư đoàn 1 bộ binh, liên đoàn 1 biệt động quân, lữ đoàn 1 kỵ binh và nhiều đơn vị yểm trợ khác. Trong giai đoạn đầu, sư đoàn thủy quân lục chiến giữ nhiệm vụ trừ bị cho quân đoàn, nhưng Trung tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh sư đoàn, không có mặt tại chỗ mà giao quyền điều động cho đại tá tư lệnh phó Bùi Thế Lân. Đại tá Tôn Thất Soạn được chỉ định làm tham mưu trưởng hành quân trong thời gian ngắn. Sau đó ông được gọi về Sài Gòn làm trưởng phòng thanh tra sư đoàn, và sau đó ông đi làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Hậu Nghĩa, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chiến trường tại Hạ Lào diễn ra khá ác liệt. Địch quân tập trung về đây 5 sư đoàn và hỏa lực phòng không và pháo rất hùng hậu. Mặc dù quân Mỹ tích cực kiểm trợ cho ta mọi loại tiếp vận và hỏa lực không quân, kể cả B-52 trải thảm, nhưng hai cái tiền đồn phía bắc của tiểu đoàn 21 và tiểu đoàn 39 biệt động quân
đã phải di tản dưới áp lực địch. Căn cứ 30 và 31 của dù bị tràn ngập, Đại tá Nguyễn Văn Thọ cùng một số sĩ quan tham mưu của lữ đoàn 3 dù bị bắt. Căn cứ A Lưới với lữ đoàn 1 kỵ binh và lữ đoàn 1 dù cũng bị pháo tơi bời. Sư đoàn 1 bộ binh với trung đoàn 1 và trung đoàn 2 ở phía nam của quốc lộ 9 đã đưa trung đoàn 2 nhảy vào mục tiêu cuối cùng là thị trấn Chelpon. Quan tàng cũng phải để lại một số tù binh, trong đó có một vị tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Trần Ngọc Huế. Đến lúc này thì lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, đại tá Hoàng Tích Thông với tiểu đoàn 2, thiếu tá Nguyễn Xuân Phúc, tiểu đoàn 4, thiếu tá Võ Kỉnh, tiểu đoàn 7, thiếu tá Phạm Nhã và tiểu đoàn 2 pháo binh, thiếu tá Đặng Bá Đạt, nhảy vào căn cứ Đống Đa và lữ đoàn 258, đại tá Nguyễn Thành Trí tại Khô Croc với tiểu đoàn 1, thiếu tá Nguyễn Đăng Tống, tiểu đoàn 3, trung tá Nguyễn Năng Bảo, tiểu đoàn 8, thiếu tá Nguyễn Văn Phán và tiểu đoàn 3 pháo binh, thiếu tá Trần Thiện Hiệu sẵn sàng làm nhiệm vụ tiếp ứng. Lữ đoàn 147 và lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến là hai đơn vị trận hậu cho các đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút về bên này biên giới, nên hứng chịu mọi hỏa lực về pháo, tăng và bộ binh của địch. Tiểu đoàn 3 của tôi nhận lệnh vượt qua tiểu đoàn 1 đang tiến quân trên quốc lộ 9, tiến về hướng Tây Nam, căn cứ Đống Đa để đón đơn vị bạn. Không thể đi trên những con đường mòn, nhưng phải lấy phương giác mà đi, phải leo qua những sườn núi cao gần như thẳng đứng của núi Khô Róc, phải băng qua những rừng tre gai. Cuối cùng đã đón được quân bạn, và việc quan trọng là tổ chức an ninh những bãi đáp, để những chiếc Chinook đáp xuống bốc quân về Khe Xanh. Những bãi bốc hoàn toàn bất ngờ đối với địch. Tôi rất vui mừng đến chảy nước mắt khi gặp lại những chiến hữu của mình. Tuy có phần mệt mỏi tơi tả, nhưng người nào cũng hân hoan nghĩ rằng không ai bỏ rơi mình cả, nhất là những anh em tiểu đoàn 3 đang hiện diện tại đây. Đại tá Hoàng Tích Thông gần kiệt sức, thiếu tá Nguyễn Xuân Phúc tình nguyện ở lại gom con cái và đi chuyến chót với tôi. Cả tiểu đoàn rất mệt, nhưng ở đầu máy đã có lệnh của Lạng Sơn. Ông phải cho con cái rời khỏi khu vực đó ngay đêm nay. Vị trí đã bị lộ và tụ vẹm sẽ cho pháo đến bây giờ. Lệnh phải được thi hành. Tiểu đoàn 3 di chuyển suốt đêm và buổi sáng hôm sau được một đại đội viễn thám bảo vệ an ninh bãi đáp cho tiểu đoàn được bốc đi. Khi ra đến Khe Xanh mới biết mình là đơn vị sau cùng rời chiến trường của cuộc hành quân Lam Sơn 719. Đó là thời gian sau cùng anh ở với tiểu đoàn 3, 1966-1971, với 6 vị tiểu đoàn phó hợp tác rất đắc lực với anh như đại quý Nguyễn Minh Châu, thiếu tá Phạm Văn Sắc, thiếu tá Nguyễn Phát Ranh, đại quý Nguyễn Văn Kim, thiếu tá Lê Bá Bình và thiếu tá Nguyễn Văn Nhiều. Những đại đội trưởng tài giỏi như Dương Văn Hưng, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Kim Tiền, Hoàng Đông Tuấn, Đỗ Trung Giao. Sau những lễ lạc diễn hành chào mừng chiến thắng của hành quân Lam Sơn 719, đại tá Hoàng Tích Thông về Sài Gòn để tham dự khóa chỉ huy tham mưu cao cấp tại Đà Lạt, sau đó về làm tư lệnh phó sư đoàn 2 bộ binh, mà vị tư lệnh là chuẩn tướng Trần Văn Nhật, người đại đội trưởng đầu tiên khi anh đầu quân về bên chủng thủy quân lục chiến. Anh được chỉ định thay thế trong chức vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Thời gian còn lại của năm 1971, lữ đoàn 147 được tái tổ chức và tái bổ sung trang bị, sau đó được lệnh thay thế lữ đoàn 369 của đại tá Phạm Văn Trung về nghỉ dưỡng quân ở Sài Gòn vào đầu năm 1972. Khu vực trách nhiệm của lữ đoàn gồm có bộ chỉ huy lữ đoàn, tiểu đoàn 2 pháo binh và tiểu đoàn 8 trừ, thiếu tá Nguyễn Văn Phán trấn giữ căn cứ hỏa lực Mai Lộc. Hai đại đội còn lại của tiểu đoàn 8 do đại quý tiểu đoàn phó Lê Văn Huyền chỉ huy, trấn giữ căn cứ Hồ Com trên những đồi cao nhìn xuống dòng sông Ba Lòng. Cánh A của tiểu đoàn 4, thiếu tá Trần Xuân Quang trấn giữ căn cứ Sát. Cánh B, thiếu tá Nguyễn Đăng Hòa với hai đại đội giữ núi Bá Hù. Đây là đỉnh cao nhất của rặng Trường Sơn về phía Tây, có thể quan sát mọi chuyển động trên đường số 9,
cũng có thể nhìn rõ căn cứ Mai Lộc và xa hơn là căn cứ Tân Lâm ở phía Bắc, và sau cùng là tiểu đoàn 1, thiếu tá Nguyễn Đăng Tống đang trấn giữ căn cứ Phượng Hoàng, tạo thành một vòng cung bảo vệ phía Tây của tỉnh Quảng Trị. Trận chiến trong mùa phục sinh năm 1972 nổ ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972. Trong lúc Trung đoàn 2, Trung tá Huỳnh Đình Tùng và Trung đoàn 56, Trung tá Phạm Văn Đính thuộc Sư đoàn 3 Tân Lập, Chuẩn tướng Vũ Văn Giai đang trên đường hoán đổi vị trí cho nhau, quân Bắc Việt đã sử dụng Sư đoàn 308 với 3 Trung đoàn 88, 36 và 162 và 3 Trung đoàn 27, 31 và 126 đặc công thuộc mặt trận B5 cùng với Trung đoàn Thiết giáp 202 vượt qua sông Bến Hải, mở cuộc tiền pháo hậu sông vào toàn bộ các căn cứ Lộ Thiên của Sư đoàn 3 Bộ binh. Tại mặt trận phía Tây, các căn cứ của Lữ đoàn 147 cũng bị pháo kích nặng nề và tấn công liên tục bởi Sư đoàn 304 với các Trung đoàn 24, 9 và 66. Ít nhất cũng có 3 Trung đoàn pháo 130 ly tập trung mọi hỏa lực trong những giây phút đầu tiên là 38, 68 và 84. Lữ đoàn 258 của Trung tá Ngô Văn Định nhận lệnh trực tiếp từ tướng Giai di chuyển tăng cường cho mặt trận phía Bắc. Bộ chỉ huy lữ đoàn rời căn cứ Nancy đến căn cứ Ái Tử để thay cho bộ tư lệnh sư đoàn 3 về cổ thành Đinh Công Tráng. Trước đây là bộ chỉ huy của tiểu khu Quảng Trị. Tiểu đoàn 3 bảo vệ cầu Đông Hà và giữ an ninh quốc lộ chính từ Đông Hà đến Cam Lộ. Tiểu đoàn 6 rời Động Ông Đô tiến về phía Bắc bảo vệ bộ chỉ huy lữ đoàn 258. Tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến, thiếu tá Võ Trí Huệ đang làm nhiệm vụ ứng chiến cho quân đoàn 1 tại căn cứ Non Nước Đà Nẵng, được lệnh di chuyển tăng cường cho lữ đoàn 147. Nhưng tình hình chiến sự ngày càng nghiêm trọng, các căn cứ của sư đoàn 3 bộ binh lần lượt rơi vào tay của Cộng sản. Ngay cả các căn cứ của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến như núi Bá Hô, Sát và Hô Khom cũng phải di tản trước áp lực nặng nề của cộng quân. Tệ hại hơn nữa là căn cứ Tân Lâm với hơn 1.500 quân và Phạm Văn Đính đã treo cờ trắng, đã hàng giặc. Trước sự kể sửng sốt của cả pháo đội B thủy quân lục chiến, đó là ngày 2 tháng 4 năm 1972, lúc 14:30. Trước đó, Đính có nói với tôi và anh cố gắng liên kết chống giữ mặt trận phía Tây, nhưng nếu áp lực địch quá nặng tôi sẽ di chuyển xuống phía Nam cùng với anh. Bây giờ thì Tân Lâm đã lọt vào tay giặc, vòng đai thép phía Tây đã bị chọc thủng. Mai Lộc phải gồng mình chịu pháo, cộng quân đang từ phía Bắc và Tây tiến sát. Các tiểu đoàn 4 và 8 cũng đang rút về phía Đông. Tôi đã xin quyết định của tướng Giai và ông ấy đã trả lời, nếu giữ được thì cố gắng, còn không thì rút. Như thế thì đã rõ ràng rồi. Tôi và thiếu tá Jim Joy, cố vấn trưởng của lữ đoàn đã chuẩn bị một kế hoạch rút quân và lộ trình di chuyển. Khi những thành phần còn lại của tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 8 đã về đến Mai Lộc và bố trí tại một ngôi làng ngoài căn cứ, khi tiểu đoàn 7 từ Đà Nẵng đã hiện diện tại đây, tiểu đoàn 2 pháo binh sau khi đã bắn đi hết đạn và đã cho những quả lựu đạn lửa vào nòng pháo, những cố vấn Mỹ đốt những tài liệu và phá hủy máy móc quan trọng, tôi ra lệnh rút quân. Lúc đó là 18:15, ngày 3 tháng 4 năm 1972. Các đơn vị lần lượt rút ra khỏi căn cứ dưới cơn mưa pháo của địch và cơn mưa bão trút xuống từ trời cao. Con đường bộ dài 20 cây số đầy những gian nan nguy hiểm, nhưng là con đường an toàn nhất. Lữ đoàn 147 đã về đến quốc lộ 1 tại một địa điểm giữa căn cứ Ái Tử và căn cứ Đông Hà. Sau một đêm đóng quân ở đây, lữ đoàn 147 được đưa về Huế để tái trang bị và bổ sung. Tiểu đoàn 7 là đơn vị đoạn hậu, 2 ngày sau cũng đã về Đông Hà và được tăng cường cho lữ đoàn 258. Vì quân số còn đầy đủ. Lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến, đại tá Phạm Văn Trung với các tiểu đoàn 2, trung tá Nguyễn Xuân Phúc, tiểu đoàn 9, thiếu tá Nguyễn Kim Để, tiểu đoàn 5, thiếu tá Hồ Quang Lịch, tiểu đoàn 1 pháo binh,
Trung tá Đoàn Trọng Cảo được không vận tức tốc từ Sài Gòn ra Quảng Trị, nhận lãnh một vùng trách nhiệm khoảng 200 cây số vuông, giới hạn phía bắc từ bờ nam của sông Nhung và phía nam là bờ bắc của sông Mỹ Chánh. Lữ đoàn 258 vẫn vững vàng tại mặt trận phía bắc. Tiểu đoàn 3, thiếu tá Lê Bá Bình không cho phép trung đoàn tăng 202 của Cộng sản Bắc Việt vượt qua cầu Đông Hà và vượt cầu Cam Lộ để tiến về phía đông của quốc lộ 9. Tiểu đoàn 6, thiếu tá Đỗ Hữu Tùng cùng cánh B của tiểu đoàn 1, thiếu tá Đoàn Đức Nghi, tiểu đoàn 3 pháo binh trung tá Trần Thiện Hiệu tăng cường chi đoàn 3/20 chiến xa M48, đại úy Đoàn Chí Sanh đã đánh tan trung đoàn 66 thuộc sư đoàn 304 Cộng sản Bắc Việt, phối hợp với trung đoàn tăng 202 tại căn cứ Phượng Hoàng. Trong trận này, phi đoàn 518 không đoàn 23 thuộc sư đoàn 30 quân đã tung hoành săn đuổi chiến xa địch và đại úy trẻ tuổi Trần Thế Vinh đã gãy cánh đại bàng trên đồi Phượng Hoàng. Người đích thân điều động trận đánh này là trung tá Ngô Văn Định, đã được vinh thăng đại tá tại mặt trận. Ngày 22 tháng 4 năm 1972, lữ đoàn 147 sau khi trang bị đầy đủ đã vào thay thế lữ đoàn 258 tại căn cứ Ái Tử. Tiểu đoàn 1 với quân số còn đầy đủ đã ở lại cùng tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 8. Tiểu đoàn 2 pháo binh vừa nhận được 18 khẩu howitzer 105 ly của sư đoàn 1 thủy quân lục chiến Mỹ từ Okinawa chở qua, sẵn sàng yểm trợ cho quân bạn. Liên đoàn 5 và 4 biệt động quân từ trong Nam được không vận tăng cường cho mặt trận giới tuyến. Quân đoàn 1 mở cuộc tổng tấn công chiếm lại những căn cứ đã mất, nhưng không thành công. Tuyến ngăn chặn phía Bắc bị tan vỡ, hỗn loạn đã bắt đầu xảy ra. Cộng quân dùng chiến thuật đánh ngang hông, tấn công mạnh vào các lữ đoàn 147 và 369 thủy quân lục chiến. Sư đoàn 304 Cộng sản Bắc Việt tấn công biển người vào tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 8. Tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 9 tại dãy trường Phước cũng bị pháo kích và tấn công liên tục. Căn cứ Ái Tử bị pháo ngày đêm và bằng những đầu đạn delay rất nguy hiểm. Các toán tiền xác địch bám rất sát, toàn bộ hệ thống anten liên lạc bị gãy đổ. Đang đêm tô ra lệnh cho bộ chỉ huy lữ đoàn rời khỏi căn cứ, ra nằm ngoài đồng trống phía tây quốc lộ 1. Sáng hôm sau trước khi trời sáng, lại âm thầm di chuyển vào một cái bệnh viện dã chiến của quân đội Mỹ trước đây trong khu vực phi trường Ái Tử. Hàng đoàn người dân và quân theo quốc lộ 1 tràn về phía nam. Lữ đoàn 147 cũng nhận được lệnh di chuyển về thành phố Quảng Trị để thành lập tuyến án ngữ mới. Căn binh thủy quân lục chiến được lệnh đặt chất nổ trên cầu Thạch Hãn. Lệnh di tản được ban ra rất khẩn cấp và các đơn vị xuất phát lúc ban ngày. Cộng quân pháo một cách nặng nề vào cầu Thạch Hãn, không cho xe kéo pháo và thiết giáp sử dụng. Thiết giáp thì tìm mọi cách để sang sông, còn xe kéo những khẩu pháo 105 và 155 ly đành phải bỏ lại bên này cầu. Đây là lần thứ ba mà tiểu đoàn 2 pháo binh phải phá hủy những khẩu pháo của mình. Chỉ có bộ binh thì lần lượt các tiểu đoàn qua sông, vì mùa này nước sông xuống thấp. Lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến được giao phòng thủ tuyến phía Tây và Bắc, nhưng tướng Giai vẫn không kiểm soát được tình hình. Đoàn người tiếp tục xuôi nam, mặc dù có lệnh dừng lại ở thành phố Quảng Trị. Trong một cuộc họp tại cổ thành Đinh Công Tráng, với đại tá Ngô Văn Trung, tư lệnh phó sư đoàn 3 bộ binh, cùng các đơn vị trưởng của thủy quân lục chiến, biệt động quân, sư đoàn 3 bộ binh, địa phương quân và nghĩa quân. Tướng Giai ra lệnh di tản về tuyến Mỹ Chánh, nhưng tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1 không đồng ý quyết định này. Trước sự hiện diện của mọi người, tướng Lãm đã yêu cầu nói chuyện với tướng Giai 3 lần trên hệ thống truyền tin, nhưng tướng Giai đã bảo đại tá Chung là ông đã đi quan sát tình hình bên ngoài. Cuối cùng tướng Lãm yêu cầu nói chuyện với tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì dù sao trong phòng họp, tôi không phải là người có cấp bậc cao nhất, chỉ có một lý do duy nhất là đến bây giờ, những người lính thủy quân lục chiến kể cả lữ đoàn 369 vẫn giữ được tinh thần chiến đấu cao và không hề hoang mang, dao động trước sự tấn công quyết liệt của địch. Lữ đoàn 147 còn giữ nguyên được sự chỉ huy và kiểm soát.
Tuy nhiên, tướng Giai vẫn giữ nguyên ý định và ban lệnh di chuyển vào sáng ngày 2 tháng 5 năm 72. Sau phiên họp, tướng Giai đã gọi tôi và nói, tôi sẽ đi sau cùng với thủy quân lục chiến. Tôi thật sự không hiểu được tâm trạng của ông khi nói ra câu này, vì sự thực hiện không đơn giản ở cương vị của ông. Đội hình di chuyển vào ngày hôm sau là thành phần bộ binh đi bên hướng Tây quốc lộ 1, biệt động quân và thiết giáp đi trên quốc lộ 3, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến và thiết đoàn 18 kỵ binh đi hướng đông của quốc lộ. Thủy quân lục chiến là lực lượng sau cùng rời thành phố Quảng Trị. Tôi có gọi máy qua cho tướng Giai hai lần nhưng không có trả lời. Tôi chờ đợi ông khoảng nửa giờ nhưng ông không tới. Sau này tôi mới biết ông bị áp lực của những sĩ quan trong bộ tư lệnh sư đoàn 3 lên trực thăng bay về căn cứ Hòa Mỹ. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập cuối là tập thứ hai.